Xin chào mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt thì cái phòng tù rất đang buồn nha mọi người. Hiện tại thì mình bữa một cậu bé đó mọi người ơi, thì đang mất ngay cái hồ đây mọi người. Thì hiện tại thì bay quay đây thì không phải là bay nấu cái gì, nhưng mà chủ yếu là mình bay muốn quay để lại lưu niệm, cũng như là chia sẻ với mọi người để biết cái phong tục của người Gia Lai mình nha mọi người nha. Hiện tại thì đây mọi người này, thì gọi là cái vụ đây là cái mọi người nha, cái vụ các bạn coi đây gọi là mình cỏ hôn mọi người, cỏ hôn về một cái bé trai mọi người nha. Đây cái bé trai hơn 6 tuổi mà bị mất, gọi là bị mất và chìm đuối trong cái hồ đây mọi người này. Đây mọi người, đây mình chia sẻ cho mọi người xem nha. Đây mọi người, hiện tại là cha của cháu bé cùng là chia sẻ mọi người đấy nha, để mọi người thấy này. Đấy. Đây là mình ý là mình có hôn nhé mọi người nhé, cái phong tục người Gia Lai mình này. Đấy, bữa thằng cu nó bị rất xuống giếng mọi người nha, đó bị mất xuống giếng này, thì là đây là còn là hôn sinh thôi, thì mình chia sẻ với mọi người đây. Đấy. Đấy mình chia sẻ, đây là đúng ngày tháng của con bé nha mọi người, đây là người ta kêu hôn về mọi người nha. Đây bố đứa nhỏ nữa mọi người ơi. Đây mọi người. Lại ý là đây là mình họa như quần áo của bé trai mọi người nha. Đấy, quần áo của bé trai để mình họa để mà mình cúng về cái hồn mình về đấy. Đấy. Thì bữa thì thằng cu nó bị rơi xuống hố nữa mọi người nhỉ. Đó. Đây cái đây là cái hố của bữa bé trai nó mất. Đó. Thế vậy là để bên bố như bên ngoài đang có hôn về mọi người nha mọi người. Đây mọi người đây. Rất là thương nha mọi người nha, rất là thương bé luôn. Thương bé luôn, bé còn hơn 6 tuổi thôi. Nhưng mà bị tình cờ nha mọi người đây. Thì tình cờ con bé đó, mình không biết công việc như thế nào nha. Chủ yếu là bé hay đi vòng xoay mình không biết nữa. Vì công việc xảy ra lúc đó là mình không ai công nhận đâu các bạn, thấy không ạ? Nên bây giờ thì chuyện đã xảy ra rồi. Và bé đã mất rồi, hồi trước mất mình không quay cho các bạn xem đâu. Và bây giờ thì mình sẽ quay. Đây cái này là cái luật của bên người Gia Lai nhá, là co hồn về để bé về với gia đình nha mọi người. Đó. Đây luật co hồn nha mọi người nha. Đó, mình đây là thầy luật co hồn của người Gia Lai mình nha. Đấy người co hồn để bé nó về nha. Đó, đây là co hồn về bé vì lúc đó là bé đang ngã về giếng đó mọi người này. Mà truyền ra rất là buồn nha. Mình không muốn đấy các bạn, nhưng mà rất là buồn đấy. Nhưng mà mình quay đến là mình quay để chia sẻ với mọi người thôi. Đây nha mọi người, đây cái vụ bé mất rồi mọi người ơi. Còn bé 6 tuổi mọi người, mất cái giếng đây này. Đó giờ anh em đang phân tích cho mọi người nha. Đâu? Năm mới 2 mét. Đấy cái này cho mọi người nha, vì ai cái chỗ này mọi người này, ai cái này là chủ yếu là cái hố để gọi là người ta đào nhầm sinh nhân người, mà không may cái bé trai á thì nó xuống đây mọi người, thì rất là buồn luôn. Nhưng mà bé trai cũng có tầm sau hơn 3 tuổi mọi người. Đó, thì bữa mới mất. Cái này là hố này, các bạn xem không? Nếu các bạn thấy cái chỗ này, nếu mà các bạn thấy á, chỗ này mà đáng nghi thì các bạn hãy thấy xem những video như thế nào á, các bạn có bình luận nha. Nhưng mình thấy cái chỗ này thì hồi trước là nước còn cao hơn mọi người nha, giờ nó là thấp hơn rồi. Nó hạ xuống rồi. Hồi trước nó còn cao hơn nữa mọi người ơi, lúc mà bé chưa mất nó hạ nước nó cao hơn. Mà lúc mà khi bé mất á thì hai đôi dép nó trôi lên mọi người, người ta mới thấy. Đó, như vậy chỗ này mọi người à. Để mình chia sẻ với mọi người vậy nha.